Theo báo Vietnamnet, trước nhu cầu cao, nguồn cung khan hiếm, môi giới liên tục báo giá chung cư tăng một cách chóng mặt. Một số cò bất động sản được cho là té nước theo mưa, hét giá căn hộ cao hơn từ 500 triệu đến cả tỷ đồng chỉ sau vài tuần trao bán. Đang có nhu cầu mua một căn hộ tại chung cư Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, chị Vân Anh cho biết được môi giới tên Hương giới thiệu căn diện tích 89m2 gồm 3 phòng ngủ và 2 vệ sinh, giá bán 4,35 tỷ đồng. Qua tìm hiểu, chị Vân Anh phát hiện cũng căn hộ này, hai môi giới khác đưa ra hai giá khác, một người thấp hơn 50 triệu đồng, người kia lại cao hơn 20 triệu đồng. Môi giới tên Hương giải thích với chị rằng giá chào bán giữa các cò chênh lệch vài chục triệu đồng là điều dễ hiểu. Trong tầm giá này, người mua có thể thương lượng, thuận mua vừa bán. Tuy nhiên, mua từ nhà đầu tư giá sẽ chát và khó thương lượng hơn so với mua trực tiếp từ chủ nhà. Theo môi giới này, chỉ trong vòng một tháng, giá chung cư tại khu vực Mỹ Đình tăng từ 50 đến 100 triệu đồng một căn. Thế nhưng, con số trên chưa thấm vào đâu, nhất là so với những căn hộ có diện tích vừa phải, được cho hợp túi tiền hơn với những gia đình trẻ. Cũng có nhu cầu mua nhà, chị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội cho biết, đầu tháng 8, chị hỏi mua một căn chung cư rộng 72m2, gồm 2 phòng ngủ, trên đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, môi giới chào bán 3,1 tỷ đồng, tương đương khoảng 43 triệu đồng một mét vuông. Khi tới xem, chị thấy căn hộ này mới có nội thất cơ bản. Đầu tháng 9, vẫn căn hộ đó, môi giới chào giá 3,9 tỷ đồng, tăng 800 triệu đồng chỉ sau một tháng. Môi giới lý giải, căn hộ tầng trung, dự án sát mặt đường lớn, cạnh tàu điện trên cao, cộng thêm việc chủ nhà đầu tư thêm nội thất, việc tăng 800 triệu đồng là điều bình thường. Trường hợp khác là vợ chồng chị Duyên, Cầu Giấy, Hà Nội, muốn mua căn hộ tại chung cư Bắc Từ Liêm, diện tích 72,5m2, gồm 2 phòng ngủ, ban công hướng nam và tầng thấp. Ngày 5 tháng 8, môi giới dẫn vợ chồng chị tới xem một căn hộ có giá 4,5 tỷ đồng. Thấy giá khá cao, vợ chồng chưa chốt, cần thời gian suy nghĩ thêm. Chỉ nửa tháng sau, môi giới nhắn tin thông báo giá căn hộ này tăng lên 4,9 tỷ đồng, tương đương gần 68 triệu đồng một mét vuông. Một tháng sau, vợ chồng tôi hỏi lại môi giới, giá căn hộ đó được báo lên tới 5,5 tỷ đồng. Tức chỉ sau một tháng, môi giới hét tăng tới 1 tỷ đồng, chị Duyên nói. Anh Tuân, cư dân chung cư An Bình, Bắc Từ Liêm chia sẻ, đầu tháng 7/2024, anh tham khảo định mua thêm một căn diện tích 112m2 cùng tòa, môi giới trao 6,5 tỷ đồng. Thấy giá quá cao, vợ chồng anh quyết định chưa mua để tìm hiểu thêm, nhất là tìm được chính chủ. Cuối tuần vừa rồi, hỏi hàng xóm, tôi mới biết căn đó đã bán với giá 7,4 tỷ đồng. Sau 2 tháng, giá căn hộ tăng 1 tỷ đồng, anh nói. Tuy nhiên, theo anh Trung, một cư dân cùng tòa với anh Tuân có nhiều kinh nghiệm mua bán nhà. Đây chỉ là bài vở của môi giới, nhất là với những khách hàng không có tiềm năng. Một thời gian sau hỏi lại, môi giới sẽ báo căn hộ đó đã bán hoặc tăng giá. Mục đích chính của môi giới nhằm tạo lập mặt bằng giá mới, tạo cảm giác khan hiếm, tiếc nuối cho khách hàng. Theo khảo sát, không chỉ môi giới, nhiều chủ nhà khi thấy giá chung cư tăng cũng đẩy giá chào bán căn hộ lên cao, khiến cho người có nhu cầu mua thực chưa thể đàm phán được. Điều này khiến cho thị trường căn hộ tăng giá ảo. Ông Nguyễn Hoàng Nam, tổng giám đốc Shihome, cho biết một năm qua, giá chung cư ở Hà Nội thiết lập mặt bằng mới tương đồng với thành phố Hồ Chí Minh. Đối với nhiều người, sự tăng giá này thực sự là cú sốc, vì chỉ trong một thời gian ngắn, không hiếm những căn hộ giá đã tăng gần gấp đôi. Nhưng cũng có nhiều trường hợp té nước theo mưa. Các môi giới bất động sản liên kết để đẩy giá cục bộ, bất chấp nhu cầu thực và số lượng giao dịch tại đó không có nhiều, khiến khách hàng theo tâm lý đám đông bị sập bẫy và mua chỉ vì sợ tăng giá tiếp. Ông Nam cảnh báo, bạn đánh giá như thế nào về giá nhà chung cư hiện nay tại thành phố Hà Nội? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về thị trường bất động sản Hà Nội, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Theo chuyên gia, giá chung cư thời gian qua đã biến động lớn, nên từ nay tới cuối năm sẽ khó để tiếp tục tăng. Báo Dân Trí đưa tin, thời gian qua, giá chung cư Hà Nội liên tục tăng do nguồn cung khan hiếm nhưng nhu cầu lớn. Khảo sát của phóng viên Dân Trí cho thấy, giá chào bán căn hộ chung cư tại nhiều dự án ở Hà Nội tăng, bất kể khu vực. Chẳng hạn, căn hộ cũ tại dự án The Pride, Hà Đông, Hà Nội cách đây một năm có giá chào bán khoảng 28 đến 32 triệu đồng một mét vuông, thì nay đã tăng lên 38 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Tại dự án Thăng Long No. 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, giá chào bán đang dao động từ 50 đến 57 triệu đồng trên mét vuông, trong khi cách đây một năm chỉ 39 đến 43 triệu đồng một mét vuông.
tại dự án The Capitol Cầu Giấy, giá rao là 65 đến 80 triệu đồng một mét vuông so với mức 54 đến 65 triệu đồng của một năm trước. Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, chỉ trong quý 2 năm nay, giá căn hộ chung cư tăng trung bình từ 5 đến 6,5% so với quý trước đó và tăng 25% so với cùng kỳ. Nhiều dự án ở Hà Nội có mức tăng có khi tới 20 đến 30%. Theo số liệu từ một đơn vị nghiên cứu, tính đến quý 2, mặt bằng giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội trung bình đạt khoảng 65 triệu đồng một mét vuông, tăng 25% theo quý và 29,8% theo năm. Trong đó, giá căn hộ tại khu vực phía Tây của thủ đô đang cao nhất toàn thị trường, khoảng 70 triệu đồng một mét vuông, trong khi giá tại khu phía Đông của Hà Nội thấp hơn, với khoảng 56 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí, trong thời điểm đầu năm nay, một số chủ nhà còn thay đổi giá bán chung cư theo ngày. Đến nay, đà tăng giá đã chững lại bởi một số người có nhu cầu thực, tạm thời gác lại kế hoạch mua nhà chờ nghe ngóng thị trường. Chị Nguyễn Tuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội nói, thời điểm tháng 5 gia đình chị có kế hoạch mua nhà. Tuy nhiên, sau khoảng hơn một tháng tìm mua tại các khu vực như Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, chị mới ngã ngửa vì giá chung cư đã tăng quá cao. Những căn chung cư cũ đã đi vào sử dụng gần 10 năm nhưng đều có giá 45 đến 50 triệu đồng một mét vuông. Như vậy, nếu mua một căn chung cư 2 phòng ngủ với diện tích 70 mét vuông, gia đình chị ít nhất phải chi hơn 3 tỷ đồng. Do đó, gia đình chị đã tạm hoãn kế hoạch mua nhà và chờ xem xét thị trường đến hết năm nay. Ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Isaac, Isaac Property, cho rằng thời gian qua, giá căn hộ chung cư chỉ nóng cục bộ tại Hà Nội do chênh lệch giữa cung và cầu. Đến nay, giá chung cư Hà Nội đã vượt đỉnh. Tôi có một nhóm bạn đều là những người có thu nhập cao, nhưng nhìn vào giá chung cư hiện tại, họ đều cho rằng quá cao, không tương xứng với giá trị và rất khó tiếp cận. Ông nói, giá quá cao nên nhiều người tạm dừng kế hoạch mua nhà, cho rằng mức giá không tương xứng. Do đó, thanh khoản chung cư thời gian qua rất ít. Theo ông Toản, giá chung cư thời gian qua biến động lớn, nên từ nay tới cuối năm sẽ không có chuyện tiếp tục tăng lên. Nếu có, cũng sẽ chỉ là hiện tượng cục bộ không đáng kể. Tuy nhiên, cũng sẽ rất khó để giá chung cư giảm, trừ trường hợp những người cần tiền giảm giá để bán nhanh. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản VAS nêu, mức độ quan tâm chung cư hạ nhiệt do người dân đã bớt tâm lý FOMO hơn. Song, khi đã thiết lập mặt bằng mới, từ nay tới cuối năm, giá bán sẽ khó giảm, nhất là khi thị trường tại Hà Nội chưa giải được bài toán cung cầu. Theo ông, mặc dù mức giá tăng có dấu hiệu tác động, tạo thông tin nhiễu loạn từ nhóm đầu cơ tạo cung cầu ảo để đẩy giá trên thị trường mua đi bán lại. Do đó, dù xuống tiền trong thời điểm nào, người mua cũng cần có sự so sánh về giá kỹ lưỡng trước khi mua. Bạn đánh giá như thế nào về diễn biến giá nhà chung cư sắp tới ở Hà Nội? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xung quanh thông tin về thị trường bất động sản Hà Nội, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm giúp nâng tầm căn bếp của mình? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay top 5 sản phẩm hữu ích dành cho căn bếp. 1. Nồi chiên không dầu điện tử 5,5 lít Bluestone AFB 5880 giúp bạn chế biến những món ăn giòn tan mà vẫn giữ nguyên dinh dưỡng. 2. Máy làm sữa hạt Gilas 15 chức năng với thiết kế nắp inox giảm tiếng ồn giúp bạn thỏa sức sáng tạo với các món ăn dinh dưỡng. 3. Máy đánh trứng Bluestone HMB 6333S giúp bạn dễ dàng đánh bông, trộn đều nguyên liệu. 4. Bình thủy điện Car với dung tích 5,8 lít, bình giữ nhiệt lâu và đun sôi nhanh chóng. 5. Máy hút bụi công nghiệp gia đình Tuhu GR923 là lựa chọn hàng đầu cho căn bếp luôn sạch sẽ và gọn gàng. Hãy truy cập ngay cửa hàng Cà Phê Lên và sở hữu những sản phẩm này để biến căn bếp của bạn thành không gian lý tưởng nhất. Để tri ân quý khán giả, Cà Phê Lên TV dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Hãy nhanh tay nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để sở hữu ngay những sản phẩm trên Shopee với mức giá ưu đãi nhất nhé.